mùa phân nửa cái phiên giáp rồi, à, đa số là sẽ tìm không thấy rồi. Rồi khám phía trước bệnh nhân ngồi trên ghế, thầy thuốc dùng ngón cái để khám nha, à, ngón 2, 3, 4 được dùng để trong trường hợp, à, có thể được dùng trong trường hợp khám tùy theo từng cái thùy giáp bên trái bên phải ha. Rồi thầy thuốc sẽ xác định lại tính chất của từng thùy trứng giáp mà hồi nãy mình khám làm sao, mình sẽ khám lại kết hợp thêm khám hạt vùng. Khám hạt vùng mình nhớ không, ở đằng sau xương chẩm nè, dưới tai nè, dưới góc hàm nè, trước ức đồng chủng nè, sau ức đồng chủng nè, và ngay cả vùng thượng đòn ha. Rung biêu sẽ được khám riêng ở từng thùy bằng cạnh lòng bàn tay, rung mèo có nghĩa là mọi người có con mèo không? Mình khi mình sờ lên cái lưng con mèo sẽ nghe cái rung cái lần này. Khi mình sẽ sờ cái vùng từng thùy đây để cho cảm nhận, nếu mà nó có rung mèo nó sẽ rung dưới lòng bàn tay, mình sẽ dựa vào cạnh của lòng bàn tay đặt lên đó ha, à sẽ thấy rung mèo. Không khám bằng đầu các ngón tay hay sử dụng cả lòng bàn tay được, chọn tuyến giáp mà sẽ dựa vào cạnh là chính. Cái là khám mình là khám làm sao, còn khám lần trước đây ha, sử dụng ba nó hoặc cả ngón cái cũng được. Cái phần rung miêu của cô là mình khám cái đó để tìm được mình sẽ làm cái gì rồi, để xác định bất thường ngay chỗ đó, nó có thể là do động mạch mừng, động mạch á, động mạch ở ngay cái đợt tuyến giáp này nè, nó có cái động mạch nó sẽ rung. Nếu mà rung thì làm sao cô? Nó rung nghe là nó bất thường, mình phải cần phải đi khám chuyên khoa. Nếu mà không rung thì là nó bình thường thôi, bình thường là mình sẽ không có rung. Thế đấy, nhưng mà nó cái nhịp đập nó quá nhanh và quá nó mạnh đó cô, mình nhầm nó cảm giác rung đó thì nó hay nhầm không? Tại vì của em thấy nó đập cũng hơi nhanh. Nó rung beo không? Rung beo nó không phải nhịp đập quá nhanh. Rung giống như nó là vấn đề của bệnh lý trên mặt, về động mạch nhiều hơn, về mạch máu nhiều hơn. Cho nên là khi anh sờ vô nó sẽ có một cái độ rung, còn như anh dịp anh đập đó là nó khác nữa. Còn như nếu mà có rung niêu thì cái đó là mình phải nên đi khám chuyên khoa ha, tại vì mình không chuyên về bên đó nha, à mình chỉ kỹ thuật khám, mình chỉ sẽ ghi nhận những cái bất thường thôi. À, cho nên là mình sẽ nhắc lại về cái khám lưu ý nè, trong cách sờ khám tú giáp là phải thăm khám nhẹ nhàng, không đè mạnh, cũng không dùng các ngón tay để bóp tứ giáp vì nó sẽ gây đau, gây sang thương nặng hơn như là xuất huyết trong năng tuyến hoặc bỏ các năng sẵn có nha, cho nên là đừng thấy nó lạ lạ mà bóp chơi thử nha. Rồi khi mình sờ tứ giáp mình đánh giá gì, xem tứ giáp này nó to lan tỏa hay là nó có là tứ giáp nhân. Nếu mà có nhân, mình sẽ mô tả vị trí, kích thước, mật độ, giới hạn, độ di động và có đau khi sờ hay không. Cho nên là mọi người hay khi nãy mình sờ mình hỏi là khi đau là phải nói. Ha, kích thước thì mình sẽ ước tính kích thước tuyến giáp. Cần chú ý là khám bờ dưới tuyến giáp, không sờ được bờ dưới tuyến giáp thì bệnh nhân có thể tuyến giáp lớn, gợi nó sẽ thòng xuống dưới. Ha, cho nên sẽ khám cái giới hạn từ trong ngoài tuyến giáp đó luôn và khám luôn cả bờ dưới. Rồi lúc tuyến giáp nó sẽ thòng xuống thất đây ha, nếu mình sờ không được cái bờ dưới của cái bú giáp nha. Rồi à, mật độ mềm dọc trong bú giáp đơn thuần, chắc trong viêm giáp, cứng trong viêm giáp của Riedel hay là ung thư giáp. Rồi coi nó có di động hay không, có đau khi sờ hay không. À, có thể nó sẽ do viêm giáp cấp hay bán cấp, hoặc là do nang giáp xuất huyết nó sẽ gây đau. Cho nên là khi mà nãy những người mà ai đã sờ thấy thì một lát mình sờ lần trước, mình chú ý ha, thứ nhất là coi kích thước, thứ hai coi mật độ, thứ ba là coi có di động gì không, và thứ tư là có đau hay không nha. Rồi đây là viêm giáp thòng ha, nó sẽ thòng xuống cái thượng trung thất luôn, mọi người thấy không ha. Rồi trong cái phân độ tuyến giáp thì mình có bốn độ, năm
độ. Nên thứ nhất là 4 độ. Thứ nhất là số 0 tất nhiên là không có bốn giáp. 1A là mỗi thùy chính giáp to hơn một đốt ngón tay. Một đốt ngón tay trái của người được khám, chứ bằng ngón tay của người khám nha. Được khám, sờ nắng được. 1B là khi ngửa đầu ra tối đa, nhìn thấy chính giáp to, muốn nhìn thấy được, sờ nắng được. Có nghĩa là 1B là chỉ cần ngửa ra là đã thấy rồi, không cần phải sờ. 1A thì dù lúc nhìn không thấy nhưng mà sờ thấy. Rồi 2 là tuyến giáp, độ 2 là tuyến giáp to, nhìn thấy khi đầu ở tư thế bình thường. Bình thường không cần ngửa cũng thấy ha. Và ở gần bướu nhìn thấy. Độ 3 là bướu giáp rất lớn, nhìn dù xa vẫn thấy ha. Đó là bướu giáp lớn có biến cố, biến dạng ở cổ. Rồi như vậy thì mình quay ngược lại, đó là sờ biến giáp ở phía trước, rằng mọi người thực hành dùng bằng đi coi là điểm chính lại hồi nãy mình sờ đằng sau nó có đằng trước có hay không. Mình sờ biến giáp ở đằng trước, mình sờ ngoài rút giáp ra, mình sờ thêm hạch cổ, hạch cổ và coi có phương biêu hay không ha. Một bên trước nhẹ nhàng, một bên trước và bên bên kia sao. Cũng từ ngoài vào trong thì giữ lên. Cứ sợ một bên trước là một bên trước. Rồi mọi người thực hành đi. Mình làm sờ đằng trước thì chứng coi là những gì người khác sờ có đúng không?
Rồi, vậy mình chỉ tìm ba cái bú, hạt, rung miên. Rồi, miếng xanh, rung miên, giá rạc hạt. Cảm từng bên một rồi cô. Từng bên nó sẽ chặt hơn. Dù lúc tay bên co thì sao mình cảm nhận được. Cảm nhận không phải để khi trên này đâu mà nghe có thể viên ghép.
đúng rồi, đây là khúc này. Đâu đấy là cổ khúc tay là nóng nóng. Là vô nóng rồi sơ. Nè hai tay này cho sơ. Tay này nóng sơ. Anh là bốc bèo tay sờ lên, tay sờ lên cũng nhiều, tay nào cũng được ôm sát vào, ôm sát. Rồi mình biết được cái khung tay có tức tức để tay như thế. Ta là vô làm bằng tay. Đó, cảm nhận cảm nhận tay cái lòng cảm nhận tay khi nào bị như rung như không phải như nói tức là mình phải sao bệnh nhân rung và bệnh nhân không rung và một người rung thì mình mới có cảm nhận được. Tay tay đập thật là thoải mái, thì có thể đập được thả lỏng. Cô người không được yếu cổ sờ tay nó cũng đặt đặt sát nè, phải đặt sát nè để được ôm sát cổ ra luôn. Thế là đặt cả bàn tay rồi. Khám trước sau chưa? Thời gian tập khám trước khám sau hết, khám sau đi. Mình nói mình học cái này mà cái hạt nó
kỳ sao mang tay chưa hồng họng một hạch cổ lõm xương rồi đi rung rung ba đa tay này nóng quá à.